Hôm qua, Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy phối hợp với các ban xây dựng đảng quận quỹ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 1 năm 2023 cho 91 quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề khai quát lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2023, Đảng bộ quận đề ra kế hoạch kết nạp 95 đảng viên mới, đến nay đã kết nạp được 30 đảng viên, đạt tỷ lệ trên 31% kế hoạch. Việc tạo nguồn và tổ chức kết nạp những quần chúng ưu tú vào đảng góp phần trẻ quá đội ngũ đảng viên, tạo nguồn nhân lực tương lai có trình độ, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.